tất cả anh em. Đây là giai đoạn bằng thịt làm bánh khọt. Đây nữa chị tính nói tới nữa. Theo bằng gà để làm nhân bánh khọt. Đây là hành để trộn vào bột. Đây là rau gừng để ăn. Dưa leo, đậu gồng, lá cắt lời. Lá cách nữa. Lá cách nữa. Đúng rồi. Đây là mình làm bánh khọt mà. Đây là dừa. Lát nào vô thao này luôn hay sao? Đây là dừa khô để làm nước cốt cho nó béo. Còn đây là nồi khuôn để làm bánh khọt. Giờ mình bắt đầu nạo dừa. Rửa cái bằng nạo này các. Không, đây là dừa nạo. Hả? Đó là dừa xong. Giờ mình sẽ làm miếng cốt cho nó béo qua. Đây là bột. Đây là bánh xèo, bánh cọt. Có rõ nè. Bánh cọt hương xưa. Ba bình lắm hả? Đây là đậu ha. Này đậu xanh hột mà. Xanh hột. Xanh hột đã nấu nhừ. Đang làm gì chị? Hả? Xào thịt làm nhân. Xào thịt hả? Xào không nha, có nêm nếm gì không? Nêm nếm thì vừa ăn. Bỏ nước màu vô kho luôn. Bỏ nước màu vô thằng kho. Như ăn nó cuốn vậy. Cái gì vô vậy? Cái gì vô vậy? Chập cuốn vô đi. Cái gì vô đi. Ê, rồi, trượt đít rồi, trượt đít rồi, trượt đít rồi. Rồi, trượt đít rồi. Đây là rửa rau. Xong chưa? Này là tía tô. Lá tía tô. Đâu phải ai cũng biết, đúng không? Giờ lá này nè, rất ít người biết nè. Lá này là được hái ở nhà đó anh em. Nhà trồng có ngoài sau vườn. Anh nè, cháu rửa cho kìa. Đi, đi, đi mẹ ơi, đi, đi vô nhà nè. Không hả, không đây hả? Đây là lò than. Nhúng than, nhúng than. Ginh cái lò này hả? Mày dẹp mình hỏi mày hai cái sao mày để hai tay nào mày bẻ ba cái gì? Rồi, đúng rồi. Đè, phải. Đốt bọc cái gì? Ung than này đốt bọc hay sao chị? Rồi. Đây là cái ung nhúm lò than. Than này chắc mua hả chị? Về qua đốt lửa nè. Anh nè. Về. Đi rồi anh có bán không? Qua đốt. Nguyên, sao hơn cái em được. Mấy chục mét lô á. Hả? Chạy không? Đâu không chạy không? Chạy vô quá. Thay đồ đi, chạy lên nhúm lò than nè. Dơ quyền, dơ, cháy dơ leo dơ, rửa, đi rửa. Rửa với dơ leo hả? Rửa. Chạy không, đem đốt cho. Cái quẹt không cháy cái gì á, cháy kìa. Vô. Này. Hay là bọc bị ướt vậy? Đấy, đi đổ nhiều chó ngon mà năm rồi. Có nào bọc ướt không? Đây là con đúng mà là thang nè, các anh em. Rồi dắt đi. Cái đó hồi nãy anh ba con nạo rồi, cái chi cái thao nhỏ nè để. Cái bọc này nó khó cháy ha. Đắp luôn. Đó nó cháy bột được không? Vô quá. Hay là đốt lá đi. Cái sửng hay gì cái chảo lẩu đó mà anh ăn. Rồi. Lá nó vừa có chụm xuyên suốt đâu mà làm đồ người. Chứ là chặt sơ dừa cái ngâm mà. Dầu à. Còn cái ấy nữa. Còn cái kia đâu
đâu. Dạ. Yeah. Chạy rồi, chạy rồi. Rồi chạy không chạy. Bắt đầu bên này cũng bắt đầu cháy rồi. Tin. Rồi. Cái đây nè, đây nè. Thấy ba cái này không? Này nè. À à. Ừ. Này nè. Đây. Giữ nguyên như nè. À. Thấy ba cái lá không? À, hạ xuống. À, cái mình quay toàn cảnh. Toàn cảnh để nhìn view cách nấu nè. Trong cái ở giữa này là dành chi tiết nè, cái một lá bự là mình phóng to ra đây. Nó đi xin nước á. Ủa nhanh vậy chị ba, chưa mà. Quậy sơn lên để nó đặt. Đặt quá vậy. Cái đó, cây chuối đó để thay bột thay dầu vòng vòng á. Để giống là một ca nước rồi. Mập vô lấy ca nước kìa. Nước mưa con. Nước mưa. Cái ca vàng vàng hỏi. Bánh cọt siêu to. Siêu to khủng lồ. Lấy cái thào á mập. Hả? Sao vậy? Rồi. Vô thang. Chín giờ chín rồi. Sao vậy? Úp lại. Mình úp hai cái á, sao úp không vậy? Nó giòn nó bột. Chạy ra chạy chạy. Vậy nó mới giòn cái bột ở trong. Thành công rồi. Quay sao mà cắt miếng bỏ tới cho nó có bánh với tiếng nhạc được rồi. Đừng có nói chuyện
có duyên ha, để nó nói bắt nhạc với quay đồ ăn. Giờ nó ngồi. Đổ nước vô. Đổ nước vô, đổ nước vô. Xa ra xíu, xa ra xíu. Vừa vừa thôi, đừng di chuyển quá. Ủa một cái cây chúng con được, có lắc lư chị. Con lắc điện thoại thì cái nào nó chịu cho nói. Con có cái cây đó mà mày lắc cái tay mày nó cũng lắc à. Không có lắc, ít lắc không? Quay cái nóng lắc. Ít di chuyển cái tay là cái điện thoại nó cố định là được rồi. Thì nè, nếu quay vậy á là khoan. Đây là trọng tâm không, phải cho nó giữa điện thoại. Nhưng mà ở một góc bên gì thì nó sẽ mất độ đẹp. Dễ nhìn đúng không? Quay rồi đây chỉ cho bạn. Con đâu quay được cái con chị. Dạ dạ, lấy một thang bỏ. Ok rồi. Rồi ok rồi. Thử đây. Đây nè, cái này gỗ đúng. Cái nào? Đây nè, cái này cái này. Cái giữ không? Còn nóng nữa hỏi à. Dạ. Nó lấy trước hết. Đây là thành phẩm. Nhấp đầu nha. Màu đẹp quá à. Ăn thử. Ruột không luôn. Thử hả? Được không? Nếu bột còn hơi sống rồi vậy, cứng cứng. Ngon. Nó còn cái bột cũng được. Không có ngon nữa sao làm cho ăn hiếp. Chơi chơi chết tôi trời. Người ta tất tàn quá thì nó đã sáng hơn. Không có giỡn quá. Nó hùng lắm nên ngày thích muốn. Ngồi đại đi. Hổm nó thuộc nguyện. Để nó ngồi đó luôn. Nó trúng con mắt. Chắc ngay vậy chứ bùa nó. Bố mắt rồi. Ok ok. Người ta mà gây thù chút quán luôn mà. Giờ ông đâu có tả được cỡ.